Giới thiệu đến các bác cặp loa Victor UX-Z7MD. Em mời các bác trải nghiệm cái chất âm của cặp loa. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi, để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm. Buồn lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không? Sương khuya lạnh đôi vai, đi về thui thủi một mình. Cả đêm sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình mù chưa vỡ. Tuy nhiên thì nó có một cách siêu sát của vận chuyển, nên quay cụ thể cho các bác xem nhé. Đây thì có vết siêu sát ở đây ạ. Chúng ta vận chuyển nó có. Nhiều thành nó chưa siêu sát ra. Con này sẽ có giá tốt cho các bác chơi nhá. Các bác yên tâm. Nó chỉ có siêu sát thôi, còn chưa vỡ gì hết. Đây hai căng của nó đây ạ. Cái căng còn mới đẹp lắm nhá. Cái này là bẩn thôi. Hết bẩn thôi, còn mới đẹp luôn. Cái loại căng này gắn vào thì nó thở ra cái loa trong thì rất đẹp luôn đấy ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Công suất hai loa của con này là 70W các bác nhá. Chở kháng là 4 ohm. 70W hai loa chở kháng 4 ohm. Rồi cặp này nó không được đẹp lắm thì em bán giá thanh lý cho các bác rồi. Cặp này em để giá là 680.000 các bác nhá. 680.000. Các bác mua hàng liên hệ với Zalo đó là 0975 575 262. Các bác chú ý là nếu các bác mua thức cọc, các cọc trong cặp này là 200.000 đồng. Nếu các mua hàng và chuyển khoản hết thì bên em sẽ tặng các bác bộ chân đế kê loa. Nếu như các bác mua hàng chuyển hết mà không thích chân đế kê loa thì em sẽ đổi sang gói quà tặng bao ship luôn cho các bác với tổng giá là 680.000 nhá. Rồi chứ đâu, cặp này rất là sáng, đánh rất là hay. Cảm ơn tất cả các bác.